Chiều nay, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 tổ chức hội nghị rà soát lại các công việc chuẩn bị diễn tập diễn ra vào cuối tháng 9. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ tỉnh. Đến thời điểm này, Bộ Quốc phòng Quân khu 3 đã phê chuẩn phương án diễn tập của tỉnh. Địa điểm thực binh đang được các lực lượng liên quan khẩn trương hoàn thành tại khu vực trường Đại học Thủy lợi huyện Tiên Lữ, nơi tổ chức diễn tập nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang từ thường xuyên lên cao, từ cao lên toàn bộ, được chia thành 3 khu vực là trung tâm khối đảng, đoàn thể, chính quyền, khu vực khối quân sự và hệ thống hầm ẩn nấp giao thông hào. Quy mô 75 hầm cùng các công trình phụ trợ, hiện đạt trên 80% khối lượng công việc, dự kiến sẽ hoàn thành trong vài ngày tới. Tại khu vực diễn tập đánh địch đổ bộ và tiến công hỏa lực đường không tại xã Trung Nghĩa và phường An Tảo đang được gấp rút hoàn thành. Với hai địa phương, huyện Yên Mỹ và huyện Văn Giang, Sở Giáo dục Đào tạo cũng đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao công tác chuẩn bị thời gian qua của các đơn vị. Đồng thời lưu ý từ nay đến ngày diễn tập chỉ còn khoảng 1 tháng, vì vậy cơ quan thường trực và các đơn vị không được chủ quan lơ là, cần sớm hoàn thiện khung và kế hoạch diễn tập, cũng như khu vực thực binh, xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối trước, trong và sau diễn tập. Đề nghị là các đồng chí tập trung, trọng tâm là hoàn thiện hệ thống các văn kiện diễn tập trước ngày 10 tháng 9, bảo đảm đúng điều lệ và có chất lượng ở tất cả các cấp, các ngành, từ tỉnh cho đến huyện, đến các sở ngành, gắn thực hiện các nội dung diễn tập với công tác tuyên truyền, giáo dục, ý thức, quốc phòng an ninh, công tác dân vận, công tác xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, xây dựng thiết bị sở chỉ huy, các khu vực diễn tập trước ngày 16 tháng 9. Tất cả mọi mặt công tác chuẩn bị của chúng ta là xong, để chúng ta còn một khoảng dư địa từ 17 cho đến ngày 27, tức là còn chục ngày, là chúng ta khoảng thời gian chúng ta dự phòng cho những cái công việc mà có thể phát sinh. Thì cũng rất là mong tất cả các đồng chí trong ban chỉ đạo, ban tổ chức, các cơ quan thường trực, các cơ quan giúp việc, các tổ công tác, các đồng chí tập trung thời gian, nỗ lực để hoàn thành tốt những cái công việc, những cái phần việc mà thuộc kế hoạch, đảm bảo chúng ta có được một cuộc diễn tập thành công và hiệu quả nhất, đúng quy định và điều lệ. Kiểm tra công tác chuẩn bị khu vực diễn tập thực binh tỉnh tại trường Đại học Thủy lợi, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương cán bộ chiến sĩ đã nỗ lực vượt qua khó khăn xây dựng cơ sở vật chất phục vụ diễn tập, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương hoàn thành theo kế hoạch đề ra, nhưng phải đảm bảo chất lượng, an toàn cho các nội dung diễn tập.